kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mở đầu là chuyên mục công dân hỏi cơ quan chức năng trả lời với công văn hồi âm của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương và trả lời của luật sư Hồ Xuân Hợp, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Nghệ An, giám đốc công ty luật Thái Bình Dương. Tiếp đó là chuyên mục trả lời bạn xem truyền hình với những nội dung sau. Những đối tượng được xét đặc giá. Quy định về thông báo kết quả xử lý khiếu nại tố cáo, kiến nghị chuyên mục thông tin về hoạt động xuất khẩu lao động và nhắn tin bạn xem truyền hình sẽ kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong tuần qua, chương trình hộp thư truyền hình Đài phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được công văn số 1272 của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trương do Phó Chủ tịch Phan Đình Hà ký phúc đáp công văn truyền đơn của Đài phát thanh truyền hình Nghệ An trả lời đơn thư ông Nguyễn Cảnh Sơn ở xóm Xuân Thảo, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Trương. Nội dung chính của công văn này như sau. Công trình đường giao thông liên thôn từ Xuân Sơn một đi đường Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân xã Thanh Xuân phê duyệt, báo cáo kỹ thuật với tổng mức đầu tư 563 triệu 983 000 đồng do Ủy ban nhân dân xã Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Tuấn là nhà thầu thi công. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, về chất lượng, công trình thi công cơ bản đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật. Về khối lượng, cơ bản đúng thiết kế và hoàn công, riêng mặt đường chiều rộng đoạn cuối tuyến khoảng 150m chỉ đạt 3 đến 3,3m so với thiết kế là 3,5m nên chưa đạt. Tuy nhiên, đây là công trình giao thông nông thôn, thi công trên nền đất tương đối ổn định, khối lượng mặt đường còn thiếu không nhiều nên sẽ thấy không cần thiết phải phá đi, đắp bổ sung. Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khi quyết toán tính toán giảm khối lượng thanh toán do chưa đủ theo thiết kế. Khối lượng đắp nền và đào nền có thay đổi độ cao đường đắp và đường đào đã được chủ đầu tư và tư vấn thiết kế thống nhất. Nhà thầu đã lập hồ sơ hoàn công theo đúng khối lượng đào đắp thực tế, giá trị phần khối lượng qua tính toán lớn hơn dự toán. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, một số bạn xem truyền hình có đơn hỏi về những căn cứ để xác định hành vi trộm cắp tài sản và mức xử phạt đối với tội này trong chương trình hôm nay luật sư hồ xuân hợp phó chủ nhiệm đoàn luật sư nghệ an giám đốc công ty luật thái bình dương sẽ trả lời cụ thể về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những căn cứ để xác định những hành vi trộm cắp uh, tài sản gồm thứ nhất về mặt khách thể của tội phạm hành vi trộm cắp uh, tài sản để xâm phạm đến quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ đó là quan hệ sở hữu thứ hai về mặt uh, khách quan hành vi khách quan, hành vi trộm cắp tài sản là hành vi lợi dụng sự sở hở của chủ chủ tài sản, hay còn gọi là người quản lý tài sản, lén lút chiếm đoạt tài sản của chủ sở hữu. Thứ ba, về mặt chủ quan, người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản có lỗi cố ý trực tiếp, có nghĩa là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi nhưng vẫn thực hiện đến cùng và muốn hậu quả đó xảy ra. Thứ tư, về mục đích của hành vi người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản có mục đích nhằm chuyển đoạt tài sản của người khác. Hai, mức xử phạt đối với tội trộm cắp tài sản. Đối với tội trộm cắp tài sản, đây là loại tội phạm cấu thành vật chất, có nghĩa là hậu quả của hành vi là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm căn cứ vào hậu quả của hành vi mà có những sự phạt khác nhau. Điều 138 Bộ luật hình sự quy định có 4 khung hình phạt đối với tội trộm cắp tài sản. Một số bạn xem truyền hình ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ hỏi, xin hộp thư truyền hình cho biết những đối tượng nào được xét đặc giá. Theo quy định tại khoản 2 điều 10 của luật đặc giá, người bị kết án phạt tù có thời hạn tù trung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành hình phạt tù được đề nghị đặc giá khi có đủ các điều kiện sau đây. có đủ điều kiện chấp hành tốt quy chế nội quy của trại giam, trại tạm giam, tích cực học tập, lao động trong quá trình chấp hành hình phạt tù được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với người bị kết án phạt tù với các tội phạm về tham nhũng hoặc một số tội phạm khác được Chủ tịch nước quyết định trong mỗi lần đặc giá phải chấp hành sau hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác. Được Chủ tịch nước quyết định thời gian đã chấp hành hình phạt tù ngắn hơn so với thời gian, ít nhất là 1 phần 3 thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn. Ít nhất là 14 năm đối với hình phạt tù trung thân khi thuộc một trong các trường hợp sau đây đã lập công lớn trong thời gian chấp hành hình phạt tù có xác nhận của trại giam trại tạm giam là thương binh bệnh binh người có thành tích trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội được tặng thưởng một trong các danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động huân chương huy chương kháng chiến các danh hiệu dũng sĩ trong kháng chiến chống mỹ cứu nước người có thân nhân là liệt sĩ con của bà mẹ việt nam anh hùng con của gia đình có công với nước là người đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc ốm đau thường xuyên, có kết luận giám định y khoa hoặc xác nhận bằng văn bản của cơ quan y tế có thẩm quyền. Khi phạm tội là người chưa thành niên, là người từ 70 tuổi trở lên, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân là lao động duy nhất trong gia đình, có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi gia đình người đó cư trú. Trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định. Một số người dân ở huyện Đô Lương, Yên Thành hỏi, chúng tôi có trực tiếp kiến nghị đến phòng tiếp công dân của huyện. Xin hộp thư truyền hình cho biết, theo quy định, thì bao giờ những kiến nghị của chúng tôi được trả lời? Về nội dung trên, căn cứ Điều 28 luật tiếp công dân về thông báo kết quả xử lý khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh, hộp thư truyền hình trả lời như sau. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một trong các nội dung sau đây: Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được thụ lý để giải quyết. Việc xem xét khiếu nại, tố cáo để thụ lý cần kéo dài thời gian do cần xác minh thêm theo quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo từ chối thủ lý đối với khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc không đủ điều kiện thủ lý. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo cho người khiếu nại, tố cáo, theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Thưa quý vị và các bạn, trong mục thông tin về hoạt động xuất khẩu lao động hôm nay, chúng tôi tiếp tục thông tin danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu lao động của Trung ương và các tỉnh đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An tiếp nhận đăng ký và giới thiệu về các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh để tuyển chọn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cụ thể như sau. Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực Thương mại và Du lịch Viwasin tại Nghệ An tuyển lao động xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, địa bàn tuyển, Nam Đàn, Con Cuông, chi nhánh đào tạo nguồn nhân lực và xuất khẩu lao động, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 CNCO8. Tuyển lao động xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, Nhật Bản, địa bàn tuyển, Nghĩa Đàn, Thanh Trương, Hưng Nguyên. Công ty cổ phần xây dựng cung ứng nhân lực và xuất nhập khẩu Thiên Ân Tam Ác, tuyển lao động xuất khẩu sang thị trường Ả Rập Xê Út, địa bàn tuyển Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn. Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và thương mại VCCI TSC tại Nghệ An tuyển lao động xuất khẩu sang thị trường Ả Rập Xê Út, địa bàn tuyển Yên Thành, Tân Kỳ, Đô Lương. Công ty cổ phần Simco Sông Đà, tuyển lao động xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Malaysia, địa bàn tuyển Tương Dương, Quế Phong, Đô Lương, Thanh Trương, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Nam Đàn. Một số hộ dân thuộc diện di rời phục vụ dự án đường mở rộng trường Đại học Vinh ở tổ 1 khối 9 phường Trường Thi kiến nghị, theo quy hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm 1998, đất đai của các hộ dân này thuộc diện di rời. Tuy nhiên, cho đến nay thì việc đền bù giải phóng mặt bằng vẫn chưa được thực hiện. Về vấn đề này, ngày 2 tháng 7 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 405 thông báo kết luận của đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng của trường Đại học Vinh. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Vinh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất xem xét trả lời trường đại học Vinh và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí đất tái định cư cho 15 hộ bám đường Lê Duẩn thuộc dự án mở rộng cơ sở 1 trước tháng 10 năm 2015. Một số hộ dân khu vực đường 534 quán hành cửa lò phản ánh. Đoạn đường này hiện đang chờ giải thảm lần 2 nên từ mép đường đi lên nhà dân quá cao, vì vậy nhà nào cũng đổ bê tông lấn ra đường. Bên cạnh đó thì tình trạng bay bán hàng hóa, trưng cấp biển hiệu đã lấn chiếm hết vỉa hè dành cho người đi bộ, gây mất an toàn giao thông. Hồ thư truyền hình đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc kiểm tra nội dung công dân kiến nghị và có biện pháp giải quyết ông Nguyễn Văn Việt và một số người dân ở phường Hưng Bình kiến nghị. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn đối diện với vườn hoa cửa Bắc, có một số quán ăn sáng. Từ khoảng 7 đến 9 giờ sáng hàng ngày, tại khu vực này, tình hình giao thông rất lộn xộn. Xe ô tô đậu kín hai bên đường tràn xuống cả lòng đường. Tình trạng này tồn tại đã lâu nhưng vẫn chưa được giải quyết. Hồ Thư Truyền hình đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Hưng Bình, thành phố Vinh kiểm tra và có biện pháp giải quyết theo đúng quy định đến đây thì chương trình hộp thư truyền hình của đài phát thanh truyền hình nghệ an xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt